Chào mừng các bạn đã đến với channel Kani Cavalry Gaming của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series sâu ạc khủng. Và như các bạn đã nhìn thấy cái tên cũng đã biết đây là Kani Cavalry Gaming. Và ạc này là ạc chính chủ tên của mình. Bây giờ chúng ta sẽ không nói quá nhiều nữa mà sẽ đi thẳng vào luôn kho đồ của con ạc Kani Cavalry Gaming này. Ok, đây là những gì mà mình đã công hiến cũng như là tập trung phát triển trong suốt thời gian qua đối với con ạc Kani Cavalry Gaming này của mình. Cũng như clip gần đây nhất, đó là clip quay full sưởng vũ khí hộp chiến thần. Ở trong ạc Kani Cavalry Gaming thì tự hào rằng là đang sở hữu full S-VIP cũng như là full bộ 3 Akagon, Zekgon hay Baretgon. Và có một vũ khí rất hiếm, cực kỳ hiếm, phải nói rằng là siêu siêu hiếm, đó chính là Akagi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó nghé qua con ạc này. Ở Kani Cavalry Gaming thì hiện tại đã có 6 vũ khí S-VIP được tiến hóa, bao gồm đó là Diablo, Ghost Rider, Shotgun S-VIP, Gnar S-VIP, Dragon S-VIP và Blitzard. Đó là 6 vũ khí đã được tiến hóa. Bên cạnh đó thì còn 2 quả bom VIP, Ares S-VIP vẫn phải là nằm ở trang 2, 2 khẩu Phantom S-VIP, 1 khẩu Gnar và 1 khẩu Dragon S-VIP chưa tiến hóa và 1 khẩu RPK S-VIP. Bên cạnh đó thì vũ khí Kim Cương có 3 vũ khí, như chúng ta đã biết ở trong chiến kích hiện tại mới chỉ sở hữu được có 3 vũ khí mà thôi. Hỏa lôi kiếm Gôn và thủy lôi kiếm Gôn là những vũ khí mà hiện tại mình cũng vừa mới có thể nhận được ở trong đợt hot sự kiện vừa rồi khi nạp thẻ để quay hộp chiến thần. Và bây giờ hãy cùng ngó qua nhanh thôi con ạc này. Song sắt Gôn thì mình hôm vừa rồi có quay kho vàng và được thêm một khẩu nữa. Long con Gôn thì mình đã có từ bản update trước rồi, thủy lôi kiếm Gôn. Thỏi vàng là item mà được sở hữu thêm 2 thỏi vàng khi mà mình quay hộp chiến thần. Ở trong hộp chiến thần các bạn có thể nhận được thêm rất rất nhiều mảnh khác nữa. Nanh độc Gôn vẫn là 6 cái thôi khi mà đã quá thừa rồi và mình không cần thêm quá là nhiều nữa. Bom Gôn cũng chỉ cần 5 quả là đủ. Nepal Gôn cũng là 6 cái và thừa. Hiện tại Nepal Gôn là một trong những vũ khí có lực chiến mạnh nhất trong chế độ RPG ở trong dòng cận chiến. Nếu như không xét về độ tiến hóa thì đây là vũ khí mà phải nói rằng lực chiến tốt nhất. Nếu như Black Blade, cái con dao đó mà được tiến hóa hơn thì lực chiến sẽ cao hơn. Tuy nhiên xét cho đến cuối cùng thì dòng Gold vẫn sẽ là dòng có lực chiến cao nhất, cao hơn cả S-VIP. Ok, và đây là toàn bộ kho của Kani Cavalry Gaming. Hiện tại thì ở trong chế độ RPG mình chỉ sử dụng đó là Blitzard, Ghost Rider, Hỏa Lôi Kiếm Gôn và Bom S-VIP. Đó là những gì mà mình đang sở hữu ở trong chế độ RPG với lực chiến cực kỳ khủng. Còn nếu như ở chế độ C4 thường thì mình sẽ lựa chọn hai dòng súng để bắn chính. Đó là Akagon và Diablo. Akagon thì sẽ kết hợp cùng với lại Diagon, nanh độc Gôn, bởi nanh độc Gôn có tốc độ di chuyển là lớn nhất trong chế độ C4 di chuyển thường, và Bom Gôn lực sát thương rất là cao. Còn khi mà bắn bên Snip với khẩu Diablo kết hợp cùng với Nepal Gôn, Python Gôn và Bom S-VIP, đó là hai set vũ khí mà mình thường chơi ở bên C4. Vâng, bây giờ chúng ta đang trải nghiệm những trang hình ảnh đến từ ạc Kani Cavalry Gaming. Một trong những con ạc mà được rất nhiều người mong muốn sở hữu. Khi mà đây là một con ạc đã có tuổi đời khá là lâu rồi. Gắn bó với mình cũng rất là lâu rồi, ít nhất là hơn 2 năm rồi. Hiện tại thì mình cũng đang chạy khu vô tận để cố gắng kiếm được đó là khẩu lục. Khẩu Black Gun. Khẩu súng đó theo như mình được biết thì khi phát triển lên nó có cái lực chiến bên RPG cực kỳ cao, và RPG hiện tại đang là một chế độ cực kỳ hot khi các bạn có thể sở hữu được rất rất nhiều vũ khí hiếm và đặc biệt miễn phí ở trong chế độ RPG. Các bạn chỉ cần cày thôi là sẽ có súng. Rồi set bạc. Thì mình cũng đã có full set bạc, set gold các kiểu.
Ok, đó là về tất cả các vũ khí ở trong con Akani Cavalry Gaming. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mục nhân vật. Nhân vật thì theo như mình sở hữu thì mình biết mà, thiếu đó là Falcon và nữ y tá quỷ. Khi mà đợt sự kiện Falcon mình không có ở nhà cũng như là ạc này thì ít khi mình cho mượn và cũng ít nhờ anh em nạp thẻ vào, cho nên là đợt đó mình bị bỏ lỡ mất Falcon. Tuy nhiên nếu như bán lại Falcon thì chắc chắn là mình sẽ mua, bởi vì đó là một nhân vật nam cực kỳ hot, cực kỳ đẹp mà các bạn có thể sở hữu được ở trong chế độ cày AI, sở hữu miễn phí. Tuy nhiên thì nó rất là khó ra. Trúng được Akaza đã là một cái gì đấy mình nghĩ rằng là thành công của cá nhân mình rồi. Còn bây giờ thì mình không mơ ước gì hơn. Raptor là con khủng long mà ở trong hộp chiến thần đợt vừa rồi mình đã nhận được. Các bạn cũng đã biết đến cái hộp chiến thần khi mà mình đã quay hộp chiến thần, và mình cũng có hỏi gọi là kiểu tham khảo thôi, thì cũng được biết là hộp chiến thần mình là người sở hữu đầu tiên full hộp chiến thần. Ok, đó con ạc của mình nó chỉ đơn giản vậy thôi. Những cái item như này thì quá là bình thường rồi. Nó cũng không có gì quá là nhiều khi mà mình cũng không mua thêm bất cứ một cái item nào cả. Bởi vì như chúng ta đã từng biết, cái item của mình có những item lên đến hàng 5.000 ngày, tức là mười mấy năm á. Cho nên là cũng không cần sâu quá là nhiều. Ở trong chế độ RPG thì hiện tại đã nâng cấp được gần như là full full được Blitzar hiện tại 175% về quá trình đồng bộ, còn Ghost Rider mới chỉ có 100% mà thôi. Hiện tại còn đang thiếu 100 mảnh nữa thì mình cũng sẽ có thể là lên được 125%, và cũng sẽ cố gắng là để lên 175%. Còn về quả bom S VIP này thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi mảnh của Thunder Rock thì mới có thể nâng cấp được. Những vũ khí khác từ nay S VIP thì mình cũng chỉ để ở cái mức là 125% thôi, do là mình rất là ít sử dụng, thường là sẽ sử dụng Blitzar là nhiều. Khi Blitzar nó có quá là nhiều cái tính năng, dòng RPG, dòng MG, rất là nhiều đạn, cũng như là cái skin mà gần như là skin bắn lan của Blitzar mình khá là ấn tượng, thì mình sẽ quyết định đầu tư cho Blitzar. Và sau khi nếu như mà sẽ có mảnh gold, các bạn ở đây các bạn có thể để ý, mình sẽ cho các bạn xem. Ở đây thì Ares S-VIP cũng sẽ được nâng cấp lên khi mà có mảnh, chẳng qua là do chưa công bố ra là mảnh như nào thôi. Ok, đây mình sẽ trang bị thử cho các bạn xem, đó là AK Gold hay là M451 Gold. Nếu như M451 Gold thì thường là sẽ có lực chiến cao hơn là AK Gold. Ở đây AK Gold mình đẩy lên rồi, M451 Gold nó sẽ cao hơn lực chiến của AK Gold là 1 điểm. Tuy nhiên cái khi mà các bạn sấy ở trong RPG á thì M4A1 Gold sấy đầm hơn, thì các bạn cũng sẽ có thể xem được là M4A1 Gold sẽ có được đồng bộ khi có mảnh. Và có lẽ rằng mình nghĩ rằng M4A1 Gold sẽ chiếm được cái vị trí bá đạo hiện tại của cân AS VIP, hoặc là kể cả Ares S VIP đi chăng nữa, thì mình nghĩ rằng là M4A1 Gold nó sẽ bá đạo hơn. Và sắp tới mình cũng sẽ cố gắng để nâng cấp khẩu M4A1 Gold này lên mắc mắc level. Hiện tại của mình mới chỉ level 21 mà thôi, cho nên khá là yếu. Ok, đó là về con Akani Cavalry Gaming của mình, một con nạc mà mình nghĩ rằng là đầu tư tâm huyết và rất là sâu vào con Akani Cavalry Gaming này. Thì ngày hôm nay chúng ta đã được chiêm ngưỡng toàn bộ kho đồ của con Akani Cavalry Gaming sau ít nhất là hơn 2 tuần mình vắng bóng sâu ạc khủng. Thì sắp tới đây mình sẽ cố gắng làm đều cho anh em khi mà lượng ạc khủng rất rất nhiều, ạc còn khủng khiếp hơn Akani Cavalry Gaming, Akani Cavalry này của mình. Thì khi đó mình sẽ sâu hết lên cho anh em xem, bởi có những sự trợ giúp đến từ những anh em khác nữa. Nếu cảm thấy rằng video này đã làm cho các bạn có mục sở thị tốt hơn, cũng như các bạn có những mục đích phấn đấu tốt hơn và đam mê với game truy kích, thì nhớ để lại cho mình một subscribe cũng như là một like. Hy vọng rằng sắp tới sẽ có nhiều ác khủng sâu lên cho anh em xem nhiều hơn. Và những anh em nào mà muốn mình sâu ác khủng ở trên channel của mình, các bạn vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0979484
mình sẽ không nhận qua Facebook nữa, bởi vì khi các bạn đã liên hệ qua số điện thoại trước thì mình sẽ trực tiếp tìm ở trên Facebook của mình và liên hệ lại với các bạn, hoặc là các bạn có thể liên hệ với Facebook của mình, bởi vì rằng là Facebook có thể bị report, tuy nhiên số điện thoại thì không bao giờ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip trong series sâu hàng khủng lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.